Bạn ha, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái mẹo hay là dùng để cho các bạn áp dụng khi mà mình hay chơi game hay là sử dụng các ứng dụng nhiều đó các bạn. Thì mình sẽ sử dụng tính năng gọi là xóa bộ nhớ đệm tự động trên điện thoại Xiaomi nha. Thì đầu tiên là các bạn giúp mình là vô mục cài đặt. Đó. Rồi sau đó các bạn tìm đến cho mình cái mục là pin và hiệu suất. Rồi trong pin và hiệu suất này thì các bạn để ý này, góc tay phải phía trên cùng này nó sẽ có dấu ba cái hình biểu tượng lục giác này, các bạn bấm vô. Rồi các bạn chọn giúp mình là xóa bộ nhớ đệm thiết bị sau bao nhiêu phút đó. Thì thông thường nếu mà bạn nào hay chơi game hay gì đó hoặc là hay dùng nhiều ứng dụng đó, thì các bạn chọn là sau 1 phút ha, còn các bạn nào mà không thích đó, thì các bạn chọn không bao giờ đó. Thì cứ để ý thì các bạn để chọn sau 1 phút đó, thì khi các bạn thoát ra thì các bạn vuốt lên là nó ở cái trình đa nhiệm này, thì sau 1 phút nó sẽ tự động lia hết cái này đi cho các bạn à. Ví dụ như là mình nè đang là 2,8 viên trống đúng không, thì mình bấm giải phóng nè, rồi các bạn sẽ thấy khi lia lên thì nó sẽ lên là 3 GB, thấy chưa? Thì lúc đó nó sẽ giải phóng bộ nhớ RAM ra và lúc máy nó sẽ giúp cho máy mình nó chạy mượt mà hơn. Trường hợp một số bạn khi mà không thấy cái phần biểu tượng số RAM trống ghi trống này thì mình có thể vô phần cài đặt ha. Rồi thì các bạn như mục cài đặt đó, chọn đưa cái mục là màn hình chính. Rồi trong mục màn hình chính này các bạn kéo xuống phía dưới này, các bạn sẽ có cái phần là hiển thị trạng thái bộ nhớ này. Một số bạn nó sẽ tắt đi ha, khi bạn tắt đi nè các bạn thấy nó sẽ không hiện lên, thì các bạn bật nó lên lại đó. Thì các bạn sẽ chọn phần đa nhiệm này thì thấy nó sẽ hiện lên lại, thấy chưa? Rồi đó là một cái mẹo để mình hỗ trợ các bạn nha, cảm ơn các bạn.